Giới tử vi học nhận định, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 tháng 3 năm 2022 đến thời đuổi vận, giàu đất đốn đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 3 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Tân Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ghen ghét đố kỵ, nhưng tất nhiên cũng không kém phần nể phục kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là những người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa và tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lúc này lại có thể đắc tội với một trong những con giáp giàu có và thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch này thì sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải thì quý vị cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung mới nào mà chúng tôi đăng tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Thoa Xuyến Kim, là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tân Hợi có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp giáp dương mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên thì cũng cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 3 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Người sinh năm 1971 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn và nhất là với những người làm đầu tư tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý sự thăng tiến của bạn có thể khiến cho nhiều kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan rất nhiều. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Hợi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1971 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc của mình đang phụ trách và tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân.
Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn đang làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Tháng này nếu thật sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên cũng chính vì tính cả nể, hào phóng của bạn nên những người khác vay tiền mà bạn không hề tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Chớ nên quá phóng khoáng trong việc mua bán đồ. Nếu không thì dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chương mệnh quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt sức khỏe, người tuổi này không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài thì bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn bảo đảm có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng cùng với lịch sinh hoạt hợp lý. Và đôi khi chúng ta cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Các quý gia chủ tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này cho rằng nam mệnh có số đào hoa hơn nếu so sánh với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm những đối tượng triển vọng. Tháng này gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc là một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022, tới ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục. Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải chú ý hết sức các mối quan hệ của mình và cùng với đó là chúng ta không nên làm những việc quan trọng. Bởi vì lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng thì dễ có kết quả tốt hơn, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt thì cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ,
anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Tân Hợi. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước trong tháng 3 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.